Chào các bạn, đến với clip review ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một mẫu sản phẩm Beatbox. Nó đã về từ trước Tết rồi, tuy nhiên đến hôm nay tôi mới làm clip review. Và như các bạn thấy thì đây chỉ là mẫu sản phẩm mang hình dáng là một cái con khỉ ha. Và cái bầu trời, cái bối cảnh của nó thì chúng ta có thể nghĩ đây là con khỉ tuyết ha. Hoặc là một cái con khỉ nó đang ở một cái suối nước nóng và nó có đóng khố. Johnson, cái tên của nó gợi cho tôi tới cái từ là suối nước nóng đó các bạn. Tôi không biết có phải hay không, vì 52 tôi, cái hãng này nó chuyên chơi chữ luôn. Thì tôi nhớ mãi mãi là như thế. Mẫu sản phẩm này là BB03. BB03 tức là mẫu sản phẩm thứ ba đó các bạn. Tuy nhiên hiện tại nó đã ra tới 20 mấy 30 rồi thì phải, 4 mấy luôn á. Nói chung là nó ra đã rất nhiều rồi, mà đây là mẫu sản phẩm 03 thì chính xác là như vậy đó các bạn. Mẫu sản phẩm này nó có lâu rồi, tuy nhiên thì là một hình thức spam của 52 tôi. Nó spam lại ra cái mẫu sản phẩm limit như thế này. Đây, limit là nó sẽ có thêm cái dòng chữ ở đằng sau cái con số là GS nè các bạn. GS chắc là Johnson ha. Và mẫu sản phẩm là thứ ba nhưng spam lại thôi. Mẫu sản phẩm này là limit và theo như tôi biết đó thì mẫu sản phẩm này là được tặng kèm. Trong quá khứ đó, tôi đã từng giới thiệu đến các bạn về một mẫu sản phẩm, đó là con bọ vàng. Đó là mẫu sản phẩm VIP cho năm 2022. Và khi mua con bọ vàng đó, chúng ta sẽ được tặng 4 con limit và mười mấy con thường đó. Thì đây là con limit đầu tiên được tặng kèm các bạn, cho nên tôi không biết giá nó bao nhiêu nha. Nếu các bạn ở ngoài thị trường thì tôi nhắm chừng cũng phải 700-800 thôi. Và mặt sau của mẫu sản phẩm, mẫu sản phẩm này không như những mẫu sản phẩm trước ha, cái hộp của nó là kín mít như vậy thôi. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về mẫu sản phẩm này ha. Trước tiên hết chúng ta sẽ có một cái instruction, một tờ giấy hướng dẫn chuyển thể từ dạng bit sang dạng box. Chỉ là 11-12 thao tác thôi, rất là đơn giản ha, khá ít thao tác. Và mặt còn lại là chuyển từ dạng box sang dạng bit cũng như thế thôi, tầm 11 thao tác, 12 thao tác. Tiếp theo chúng ta sẽ có một bịch phụ kiện như thế này, gồm có cạc giấy nè, rồi miếng nhựa chống sốc nè, rồi catalog về sản phẩm nè. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ có nhiều hơn những thứ vừa kể, đó chính là cái này bằng vải luôn các bạn nhé. Thì đây chính là cái khố đó các bạn, cái khố người Nhật hay mang ha. Một chút nữa tôi sẽ nói về cái công dụng của nó. Còn đây là dạng như là một cái bức bình phong hình núi Phú Sĩ nè, mặt trời nè, biểu tượng của Nhật luôn ha. Đi kèm với mẫu sản phẩm này không phải là một cái hộp clear mà là cái hộp nhựa mờ. Nó là màu trắng sữa, nó mờ mờ ảo ảo như thế này, nhìn cũng ok ôm áp ha. Và trên cái hộp nó có một cái chữ, một cái con chữ thì tôi không biết nó là chữ gì luôn các bạn ạ, thông cảm nha. Và đúng theo hướng dẫn đó thì chúng ta sẽ mở ra, bỏ cái này vào đây nè. Đó, đúng là như thế đó các bạn, nhìn nó cũng hay hay ha. Rồi, vậy lấy một sản phẩm ra đi. Một cái khối vuông như thế này. Về cái màu sắc đó các bạn thì chúng ta nhìn là thấy nó sẽ có một cái cảm giác là dịu mắt, vì những cái mảng màu của nó đi chung với nhau tạo cảm giác dễ chịu. Nó không có nổi bật như những một sản phẩm khác, hoặc là nó không có bị cái kiểu là bị chổi màu với nhau á. Ở đây nó là cái sự kết hợp giữa những cái gam màu nhẹ nhàng, như là cái màu hương nè, hương nhẹ nè, và xanh nhạt nè, rồi màu trắng nè, kiểu trắng xám á. Nó đi chung với nhau tạo cảm giác nhạt nhòa thì cũng chưa đến là nhạt nhòa đâu các bạn, tạo cái cảm giác là nhẹ nhàng, thoải mái. Và đó là về phần phối màu nhé. Còn cái phần cảm giác cầm nắm trên tay, đây là một trong những mẫu sản phẩm đầu tiên nhưng mà được spam lại gần đây. Nhưng mà cái cảm giác cầm á thì nó cũng không có mang lại cái cảm giác là lỏng lẻo ọp ẹp như những mẫu sản phẩm khác ha, những mẫu sản phẩm đầu tiên khác, mà ở đây là nó cũng có cứng cáp đó các bạn. Rồi ok, không dùng dài nữa, bây giờ tôi sẽ bắt đầu chuyển nó thành dạng con khỉ để chúng ta xem nó như thế nào ha. Trước tiên hết là ở đây nè các bạn, đó, xem cái phần này nè, nó sẽ có một cái chi tiết gài, nè, thấy không? Đó, cái chốt nó gài vào cái phần nắm tay của nó nè. Và tiếp tục ở đây nó sẽ có một cái chốt nữa, để ý nhé. Mở ra, xoay nó ra như vậy. Tương tự, bên đây cũng như thế. Mở ra, và xoay nó ra.
tiếp theo là chỗ này nè các bạn, phần này nè, xếp nó vào hen, xếp nó vào như vậy nè, là ổn áp. Rồi thì cái phần này nè các bạn, cái tay của nó đó, nhìn là thấy cái tay của nó rồi ha, xoay nó lên như vậy nè các bạn, thấy không? Và tương tự bên đây cũng như thế, xoay nó lên. Và ở đây nè, một cái khe rãnh như thế này, nó sẽ là cơ chế trượt, trượt nó xuống. Đó, trượt nó xuống như vậy, kích một cái là xong. Tiếp đến là cái phần này nè các bạn, phần đầu của con khỉ ha, kéo ra. Và cái phần ngực nè các bạn, xếp lại, hạ phần đầu xuống. Còn đây sẽ trở thành hai cái phần chân sau của nó thôi. Kéo ra, thấy không? Và các bạn để ý nè, ở đây nó sẽ có một cái chốt đó các bạn, nắm và giật cái phần chân nó ra như thế này, kéo nó trượt ra các bạn nhé, thấy không? Nó trượt ra rồi nè. Thì khi mà đã trượt ra rồi, chúng ta sẽ xoay nó xuống như vậy và cái phần này nè mở ra, đấy, thành cái phần chi của nó rồi, phần chân của nó rồi ha, chân sau. Tiếp tục ở đây cũng như thế, chúng ta sẽ phải kéo nó ra nhé, kéo cẩn thận thôi. Đó, kéo ra ha và xoay xuống, mở ra. Còn đây là hai cái phần cẳng tay của nó, tuy nhiên chưa xong các bạn nhé, nó sẽ có một cơ chế trượt, chúng ta sẽ trượt nó ra. Đó, ở đây cũng như thế, trượt ra. Đó, và hạ xuống. Như thế là chúng ta đã xong rồi hen. Chuyển thể nó thành dạng khỉ rồi, dạng bít. Cách ráp thì không quá phức tạp, cách ráp cũng dễ chơi hen. Và hình như đây là mẫu khỉ đầu tiên của tôi thì phải. Tôi không nhớ rõ luôn đó các bạn. Hồi nãy tôi có đề cập đến cái khố bằng vải phải không? Về cái khố nè, thì chúng ta sẽ để vào đây nè các bạn và cột nó lại. Lưu ý nhé, ở những mẫu sản phẩm trước đó là hoàn toàn không có cái phần khố vải này. Phần khố vải này chỉ đi kèm theo ở đây thôi. Nè, chúng ta sẽ cột lại. Hơi bị khó thao tác một chút. Ây da, nó bị tua chỉ luôn nè. Rồi, thì đại loại sẽ là như vậy ha. Khỉ đóng khố. Và bên cạnh đó, chúng ta sẽ có một cái bức bình phong như thế này. Mở nó ra như vậy ha. Hai cái lỗ nè, chúng ta sẽ cài vào hai cái chốt này của phần hộp. Đó. Và rồi, con khỉ này chúng ta sẽ bỏ vào đây. Đó các bạn, giống cái này giống như là một cái hồ nước nóng á. Một cái bồn nước nóng và con khỉ này ngâm mình bên trong. Và trong những cái bồn nước nóng, những cái phòng tắm xông hơi này nọ đó, nó hay có những cái bình phong họa tiết kiểu như là truyền thống của Nhật á. Thì đây chỉ là chi tiết thể hiện, tôi nghĩ nó là như vậy. Rồi ok, bỏ nó qua một bên ha. Lột cái này ra đi ha, cho nó ở chuồng luôn ha. Về tạo hình thì con khỉ này cũng rất là ok luôn. Nhưng mà đáng tiếc á là cái phần nắm tay của nó không mở ra được ha. Tôi hơi bị đòi hỏi một chút. Nếu như cái phần nắm tay của nó mở ra được nữa thì nó sẽ tuyệt vời hơn. Phần màu sắc sơn nó sẽ có, nhưng mà nó cũng sẽ là những cái điểm xuyến cho nó tông sự tông với những cái phần màu xanh thôi, chứ không phải là cái kiểu dạng điểm nhấn ha. Vì nếu như muốn là điểm nhấn thì cái màu của nó phải nổi bật hơn. Về màu sắc thì ok, không phải là xuất sắc, nhưng mà nhìn nó cái kiểu nó mượt mắt, dễ chịu. Và đó là tất cả những gì tôi nhận xét được về mẫu sản phẩm này. Còn các bạn thấy mẫu sản phẩm này như thế nào thì hãy comment chia sẻ ý kiến ở bên dưới nhé. Clip đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái clip sau nhé. Bye bye.